Em à, mình quay lại từ đầu được không em? Anh nghĩ anh là ai vậy? Anh xin lỗi, anh biết có là anh sai rồi. Em cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không? Bớt giỡn đi anh ơi. Chia tay rồi quay lại hả? Tôi không phải là một con ngu hả? Anh xin lỗi em mà, em tha lỗi cho anh lần này nha. Em khi nào anh khóc á, mà nước mắt nó hết con đường, với điều kiện là trời không mưa đi, rồi em quay lại vậy nha. Không hiểu tại sao nữa, bộ mặt anh dày không chịu nổi, đã chia tay rồi nè. Sao anh không biến đi giùm tôi, thằng đều như anh mà yêu tôi sao? Thôi anh bớt giả tạo, bớt cả hai tay quay lại khóc lóc. Anh tưởng anh gạt được tôi sao? Anh hãy về nhà để mà đi ngủ đi, còn ước mộng nhất chim bao, chứ đừng ở đó nói tiếng yêu thương trong khi con người anh giả tạo. Bớt gian xảo đi anh ơi, 2017 rồi anh nè. Tình cảm chứ không phải trò đùa, anh xem là banh rồi anh đá. Chia tay thì nói tôi yêu vì tiền, tôi che anh nghèo mà tôi bỏ. Đâu phải lúc nào thương gái tụi tôi á, cũng đều là sống chó. Tất cả là vì anh đó thôi, chứ anh đừng chơi trò đổi lỗi. Đang quê nhỏ này lại quê nhỏ khác á, anh đúng là thằng tồi. Xã hội bây giờ trai toàn sống chó, điều này chính xác chứ không sai. Sự thật thì 90% con trai bây giờ toàn mất dạy. Lúc mới yêu thì đưa đến vì tình, nhưng mà về sau thì là dục. Thì giơ ngón giữa em chỉ vào anh và xin gửi tặng anh một chữ nhục. Thôi được rồi người yêu ơi, ra anh đừng nói chi nhiều. Quyết định rồi là mình chia tay kể từ đó. Chấm hết rồi thì đừng và đăng ký kênh này ngay phía dưới clip. Cảm ơn bạn rất nhiều. Em à, anh đã biết lỗi của mình rồi. Không lẽ em có thể cho anh một cơ hội để chúng mình có thể quay lại sao em? Em đã nói rồi mà, sao anh lì quá vậy? Anh biết cơ, tất cả là do lỗi của anh. Khi mà ngày trước anh đã phản bội em, nhưng mà anh cũng đã nhận lấy hậu quả của nó rồi. Không lẽ em không thể cho anh điều chỉnh là một cơ hội sao em? Thôi được rồi, anh đừng có nói nữa. Ok, lúc nào cũng vậy hết á. Anh cũng cho rằng là mình đúng. Xin lỗi anh nha, nhìn mặt em đẹp chứ em không có bị khùng. Hết chia tay giờ anh đòi quay lại. Anh nghĩ anh là ai? Bắt cả hai tay, cuối cùng kết quả anh cũng đã bị em bắt bài. Anh là con trai mà sao bất tài? Xin lỗi điều này là không sai. Quá tin thì anh lại có hai, suốt ngày lừa tình bọn con gái. Xong rồi chia tay thì anh lại bảo lỗi tất cả là do em sai. Cái tài lừa tình thì anh là nhất chỉ tội cho em là con gái. Anh là con trai thì nên sống sao để cho em đây nể, chứ đi lừa tình sống chó chứ dạ để giờ đánh chó nó cũng chê. Ngày trước thì anh khi mới quen em, anh thề rồi anh hứa, cái gì xét đánh cái gì xe đụng mà có bao giờ anh làm được chưa? Xin lỗi anh nha, em không phải là người dễ dãi, cũng không phải dạng ham tiếng mê tiền, và cũng chẳng phải hận mê trai. Anh quay trở về nói lời xin lỗi khi bị nhỏ đó đá anh ra. Đúng là mặt dày còn không biết nhục, anh bị như vậy cũng đáng mà. Làm sao để quay trở về?
đã từng lừa dối em. Buông tay em để vui bên người, giờ anh lại quay trở về nói lời hay thứ tha. Thôi đi anh biến đi giùm em. Lại đây em nói nhỏ cho anh nghe, thôi thì anh là bớt sóng gió. Cái trò lời tình anh xài đã cũ, thôi dẹp bỏ đi những chiêu trò. Con trai tụi anh suốt ngày chỉ biết thứ nhất là gái, dịch là hai, nào là quần đùi phải cho sát kháng để cho anh nhìn chị nhức giải. Ngực thì phải tông, thì phải bự, tướng tá thì phải đẹp à nha. Đi chơi với anh thì em phải biết chiều chuộng anh mới chịu nè. Yêu anh thì phải cho anh chịch, vì chịch là thể hiện tình yêu. Thời buổi bây giờ 2017, con trai bây giờ đúng toàn đểu. Chỉ có một chiêu mà anh xài hoài, bộ anh hổng thấy chán sao? Suốt ngày chỉ biết lừa tình người ta bằng những tin nhắn giả tạo. Ừ em ơi nhìn anh đẹp trai, chứ anh đây vẫn còn ế. Chứ không phải là nhìn anh đại diện, thấy em đẹp quá anh mê. Nhắn tin chưa được 2-3 ngày thì anh đã đi bày tỏ. Anh thích em rồi làm vợ anh nha, anh đây trong tình không hề chó. Anh không chó mà anh yêu em, anh còn nhắn tin cho nhỏ đó. Cái gì xưng vợ, cái gì xưng chồng, em nói có đúng không thằng cò hó. Làm sao để quay trở về khi người đã từng lừa dối em. Buông tay em để và đăng ký kênh này ngay phía dưới clip. Cảm ơn bạn rất nhiều. Em à, mình quay lại nha. Lại là anh nữa hả? Em à, hôm nay cho đến tận bây giờ em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh hay sao? Anh đã biết cơ là anh sai và anh cũng đã thay đổi rồi, mà tại sao vẫn cứ như vậy chứ? Em đã nói rồi mà, chỉ một lần thôi đã quá đủ rồi anh à. Bây giờ em muốn anh phải làm như thế nào? Em chưa quay lại với anh hả? Đã chia tay thì không bao giờ quay lại, anh hiểu chứ? Biến đi! Anh à, mình đã chia tay bao lâu rồi? Chuyện cũ đã qua xin đừng nhắc lại, chỉ làm em khinh bỉ anh thôi. Ngày trước yêu nhau hạnh phúc bên nhau, vậy mà anh không biết trân trọng. Giờ mất đi rồi anh lại tìm về nói lời xin lỗi cũng bằng không. Vậy là xong sao? Với những gì anh đã mang đến, hứa sẽ cho em hạnh phúc trọn vẹn, vậy mà nó cũng có được bền. Chỉ sau một tháng mình quen nhau thì anh đã bắt đầu thay đổi. Từ khi anh gặp được con nhỏ đó, nhìn anh thì em cũng biết rồi. Thân hình nó bóc lớn hơn em, đứng thì nghi nhân ngực chà bá, liếc mắt đưa tình cặp mong phòng thủ, nhìn là thèm liền rồi anh hả? Nên anh bỏ em theo người ta, chỉ vì em thua về mọi thứ. Lên lúc hẹn hò đến khi em biết thì anh quyết định chẳng chần chừ là mình chia tay đi. Anh muốn bỏ em theo người mới, em cũng chấp nhận chứ chẳng ngu gì nếu kéo một thằng đều anh ơi. Giờ thì anh lại quay trở về, nói rằng xin lỗi anh đã sai. Đâu phải chia tay quay về xin lỗi là chúng mình sẽ quay lại. Trong đêm tối tăm, chỉ mình anh khóc một mình. Vì ngày xưa anh giang dối, ở bên em vui chơi qua đường đôi. Em ơi anh đã sai, giờ chỉ mong em hãy tha thứ. Một lần thôi, nghe em anh mong em bỏ qua. Anh à, giờ để em nói cho anh nghe. Đã là con trai thì nên sống sao để cho tụi em nể anh nè. Chứ đừng giở trò của một thằng đểu có một rồi còn muốn thêm hai. Không thì giở trò của thằng sở canh, hết chia tay rồi quay lại. Anh nghĩ anh là ai, đừng nghĩ đẹp trai nhà mặt phố. Có bố làm to hay là xăm chỗ, hay là ông nội chống giang hồ. Để rồi xem tình yêu như rác, con gái là chỗ quay xã giao. Quen thói ăn chơi thì biến đi anh, em đây không cần người giả tạo. Không cần phải vỗ ngực xưng tên, khi yêu hết thề rồi lại hứa. Miệng lưỡi ngọt ngào quan trọng là anh có làm được hay là chưa. Đừng cố chứng tỏ bằng cái miệng, mà quan trọng không nói mà làm. Chứ đừng cố hứa cho cố nhiều vào, gặp cái đẹp là liền hám. Đừng có ám em nữa anh ơi, em sợ lắm rồi những lời hứa. Và nói thẳng luôn bây giờ hiện tại anh với em chỉ là thừa. Sống sao cho tốt anh hiểu chưa, đừng có sống đẻo hoài không tốt. Đã chia tay rồi thì đừng quay lại, vì chỉ một lần em dại dột. Trong đêm tối tăm, chỉ mình anh khóc một mình. Vì ngày xưa anh dáng dối,
ở bên em vui chơi qua đường thôi. Em ơi anh đã sai, giờ chỉ mong em hãy tha thứ. Một lần thôi, em anh mong em bỏ qua. Em à, anh còn thương em nhiều lắm. Mình quay lại nha em. Tôi thiệt là em chưa thấy ai mà lì như anh luôn á. Anh biết là anh đã sai, nhưng bây giờ anh cũng đã thay đổi rồi. Em còn muốn gì nữa hả? Em đã nói rồi mà. Với em bây giờ thì anh chỉ là rác thôi, anh hiểu chưa? Em có như vậy mà, anh xin em đó. Anh còn thương em nhiều lắm. Thôi nha anh phiền quá, biến đi ok. Em bây giờ nói thẳng thế này nha, chúng mình đã hết rồi anh nè, đừng trở về đây làm phiền em nữa. Ây da, sao mà anh lì quá, ngày trước là chính ai đã nói ra cái câu chia tay hay quá mà. Bây giờ quay lại đây nói là chúng mình làm lại là sao ta? Lỡ rồi bớt giỡn đi anh ơi, nơi này không phải nơi anh tới. Cửa nhà phía trước kìa anh ơi, biến lẹ cho khỏe đi nha trời. Cái thứ con trai gì mà hay lòng thôi thì chết khuất đi cho xong. Yêu đương gì cái thứ thay lòng, hiệp này em thắng nha hay không? Con trai thì ai không đa tình, nhưng sống đừng để người ta khinh. Gặp con gái đẹp là thả thính, bởi vì anh là con ma tình. Quan hay ba ngày thì anh nói chán, bởi vì chiếm hốt được phần trên. Chịu bày đưa ra bắt đầu dở quẻ, em ơi nếu yêu thì mình đến. Đến rồi anh nói câu chia tay, bắt đầu anh có mới nói cũ. Là do ngày trước mắt em mù, nên đã một lần dính chữ ngu. Nhưng giờ thì chẳng có đâu cô, đừng có tìm về người yêu cũ. Bao nhiêu đó thôi đã là đủ, khốn nạn là anh đừng cay cú. Ôi nhé anh đừng điều hơn, đừng tìm về với em để làm chi nữa. Là do chính anh đã nhẫn tâm, đôi thay anh dối gian. Giờ anh nên đi dùm em. Thời buổi phát triển rồi anh ơi, tình cảm không phải để anh chơi. Chán thì ra đi nhớ tìm tới, anh nghĩ tụi em là ai trời. Anh hứa anh nói ơi đủ điều, bắt đầu gà gẫm anh nói điêu. Anh hứa xây đắp một tình yêu, sẽ mãi hạnh phúc ở các kiểu. Nhưng mà sau đó nó yếu xìu, lựa lời anh nói anh đặt điều. Cái gì tình cảm sẽ chắc chiêu, thôi dẹp mẹ đi nha đồ đểu. Sự thật thì anh đã bị bắt bài, anh à đừng để em nhắc hoài. Anh sống sở khanh hay lòng như vậy thì người ta gọi là mất dạy. Đã sống ở đời sống sao cho đẹp, chứ anh đừng để người ta kinh. Đã yêu ai rồi thì yêu chỉ một, chứ đừng có đem lòng mà thả thính. Thấy con gái đẹp là anh sáng mắt, nói thiệt úi trời muốn tán thật. Con trai gì mà sống hai mặt, thì bài này anh đừng có thắc mắc. Khốn nạn là anh đấy chứ ai, đừng hỏi vì sao em đã nhắc hoài. Đã 4 lần rồi được lặp lại, chủ đề về anh thì có mãi. Chắc chắn nó sẽ có thêm lần 5. Ngày xong nhớ like, share và không, nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những phần còn lại đó nha không. Thôi nhé anh bình yên, đừng tìm về với em để làm chi nữa. Là do chính anh đã nhẫn tâm, đôi thay anh dối gian. Giờ anh nên đi dùm em. Thôi nhé anh bình yên, đăng ký kênh này ngay phía dưới clip. Cảm ơn.